tổng sức yếu, Tô thủ vũ khí bí mật, thủ đánh lén, ai sẽ lên ngồi. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải dốc hết sức lực tích góp trong nhiều tháng qua để mà có mặt ngồi trên chiếc ghế điều khiển. Đây là hội nghị mang tính sống còn với sự nghiệp chính trị của ông, nên ông không thể vắng mặt. Hình ảnh tại hội nghị Trung ương 9 cho thấy sức khỏe của ông Tổng Bí thư không được tốt. Sau đó, trong ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, ông đã vắng mặt. Có thể ông vắng mặt để dưỡng sức cho những ngày cực nhọc ở các hội nghị Trung ương tiếp theo. Hội nghị Trung ương 9 giải quyết xong việc kế nhiệm cho chiếc ghế Chủ tịch nước và ghế Chủ tịch Quốc hội. Nhưng đấy chỉ là phần nổi, bởi đằng sau chiếc ghế Chủ tịch nước mới là chiến trường thực sự của các phe cánh. Và thực tế, Hội nghị Trung ương 9 đã không thể quyết định được nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, là một chiếc ghế rất có quyền lực, bởi vì các quan chức từ Trung ương đến địa phương, ai cũng sợ vị Bộ trưởng này khui ra những phốt của mình và sẵn sàng bắt bỏ tù không tha, mà kể cả bắt sống, nghĩa là không qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kỷ luật đảng mà bắt luôn cả Bí thư hoặc Chủ tịch tỉnh. Hội nghị Trung ương 9 không phân được ai nắm ghế Bộ trưởng Bộ Công an thì cũng có nghĩa là cuộc họp của Bộ Chính trị trước đó cũng không chọn được người vào ghế Bộ trưởng này. Bộ Chính trị là sân chơi của Tổng Trọng, trong đó phe của ông ít nhất có 6 người, trong khi phe của Tô Lâm chỉ có một mình ông. Vậy mà Tổng Trọng vẫn không thể đưa được một trong ba người của ông vào vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này cho thấy dù Tô Lâm chỉ một mình nhưng vẫn đủ sức để đấu ngang ngửa với phe của Tổng Bí thư đông đúc ngay trong Bộ Chính trị. Ông Tổng có uy tín trong đảng hơn ông Tô Lâm, đồng thời ông cũng nắm được Ban Bí thư với 5 ủy viên Bộ Chính trị tại thời điểm đó. Vậy mà ông không thể khiến được Bộ Chính trị nghiêng hoàn toàn về phe ông thì đây là dấu hỏi to tướng về quyền lực của ông Tô Lâm mạnh đến cỡ như thế nào, khiến ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thể quyết nổi. Hiện nay trong Bộ Chính trị, không ai thích Tô Lâm, họ chỉ ghét và sợ, mà lại không dám ra mặt để chống đối ông đại tướng này. Vậy câu hỏi đặt ra là vũ khí bí mật của ông Tô Lâm là gì? Rất nhiều người muốn biết điều đó. Chỉ biết rằng Tô Lâm có thứ vũ khí bí mật, chứ không ai biết chính xác đó là vũ khí gì cả. Tuy nhiên có thể đoán đấy là những sắp hồ sơ đã được điều tra rất kỹ càng mà chưa công bố, vẫn đang nằm trong két của Bộ Công an, bóng Tô Lâm đã nắm được. Chỉ cần lặng lẽ gửi những tập hồ sơ này cho riêng từng người thì Tô Lâm hoàn toàn có thể điều khiển được họ, muốn làm gì được đấy họ phải vâng lời. Xem ra cuộc cạnh tranh giành vị trí Bộ trưởng Bộ Công an khó có thể ngã ngũ sớm. Một khi đã bất phần thắng bại Bộ Chính trị và cũng bất phần thắng bại tại Hội nghị Trung ương, thì giờ đây rất có khả năng tình trạng giằng co này sẽ kéo dài. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, tưởng chừng khi Phạm Minh Chính tung đòn bất ngờ tước chức Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm, thì sẽ hạ gục được tân Chủ tịch nước. Nhưng không, kỳ họp Quốc hội lần này vẫn không thể bỏ phiếu chọn được Bộ trưởng Bộ Công an. Với việc đánh lén của Phạm Minh Chính, nếu Tô Lâm vẫn đủ khả năng để điều khiển Bộ Công an, thì rất có thể người phải sợ là ông Phạm Minh Chính chứ chẳng phải ai khác. Ra đòn ngay lúc Tô Lâm yếu nhất mà không thể làm ông hạ gục ngã ngay thì đấy không phải là tin tốt lành gì cho ông Phạm Minh Chính cả, vì bất cứ lúc nào ông có thể cũng bị Tô Lâm phản đòn ngay. Nếu duy trì thế giằng co lâu ngày thì ông Trần Quốc Tỏ là em trai ông Trần Đại Quang lại là người được lợi nhất. Vị trí Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an, ông Trần Quốc Tỏ đã được phân công điều hành Bộ Công an tạm thời. Đây là cơ hội vàng để ông Trần Quốc Tỏ củng cố sức mạnh. Ông Tỏ có thể tận dụng quyền điều hành để xây dựng chân rết cho riêng mình. Về lâu dài, có thể loại Tổng Bí thư ra khỏi cuộc chơi vì vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng của ông. Nếu để tình trạng giằng co càng kéo dài thì lại càng có lợi cho Tô Lâm. Cho nên bài toán lúc này là cả Tổng Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính cần liên minh, quyết tâm hạ Tô Lâm càng sớm càng tốt thì mới đỡ được gánh lo lâu dài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng sức yếu, Tô thủ vũ khí bí mật, thủ đánh lén, ai sẽ lên ngồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo
chấm đề. Bộ Công an từ thanh kiếm của chế độ thành máy chém các đồng chí. Hiện nay Bộ Công an được hưởng ngân sách lớn thứ nhì trong chính phủ, chỉ sau có Bộ Quốc phòng. Vào hồi tháng 4, bộ này đã tuyển huấn luyện thêm tới 16.000 cảnh sát cơ động. Có thể đây không phải là đơn vị duy nhất tăng quân số mà còn nhiều đơn vị khác nữa. Ngân sách leo thang từng năm, quân số cũng tăng lên thì tất nhiên bàn bệ cũng cứ thế mà phình ra. Và từ đó ông bộ trưởng có thể cơ cấu thêm người của mình vào những vị trí béo bở. Thông thường muốn giành ghế ngon cho phe của mình, Tô Lâm cho tuyển người đang nắm giữ các vị trí bị nhắm đến các nơi khác để chèn đệ tử của mình vào đó. Một cách nữa để giành ghế là gia tăng bàn bệ, gia tăng quân số. Những yêu cầu như thế này trước đây được Tô Lâm trình đến Bộ Chính trị lấy lý do là vì an ninh chính trị và luôn được ông Trọng đáp ứng, để rồi sau đó Tổng Trọng đã nhận một đòn thật nặng từ thuộc hạ của ông vẫn lưu chiều. 8 năm nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã buộn lý do trấn áp dân để xây dựng quyền lực cho riêng mình. Như vậy Tô Lâm đã đem người dân ra để mà che mắt ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Trung ương Đảng khóa 12, Bộ Chính trị chỉ dụng một mình ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên ở Trung ương Đảng khóa 13 này chỉ mới có 3 năm mà đã dụng mất 5 ủy viên Bộ Chính trị. Đấy chưa kể là hàng loạt các ủy viên Trung ương Đảng bóc lịch. Vai trò của ông Tô Lâm trong những đợt thanh trừng này là rất lớn. Ít nhất 3 trên tổng số 5 người dụng là do Tô Lâm tự đánh, không phải nhận chỉ thị của ông Tổng Trọng. Như vậy Bộ Công an đã trở thành công cụ cho cựu bộ trưởng đốn hạ đồng chí của mình để mưu cầu quyền lực cá nhân. Tô Lâm là người rất toan tính, ông âm thầm xây dựng lực lượng hậu thuẫn cho cá nhân trong suốt nhiều năm ròng rã. Đến lúc cho rằng tình thế đã chín muồi, ông mới ra tay dùng Bộ Công an như là công cụ của riêng mình trong việc triệt hạ các đồng chí xung quanh, đặc biệt là ở những vị trí cấp cao nhất. Có thể nói sự nuông chiều của Đảng Cộng sản, mà cụ thể là ông Tổng Trọng đối với Bộ Công an, giờ đây đã khiến cho người đứng đầu Đảng không thể cầm cương con voi giữ, tức là Bộ Công an. Dùng quá nhiều tiền tài, vũ khí và quân lính để trấn áp người dân, để rồi từng người trong hàng ngũ lãnh đạo cũng phải trả giá cho điều này. Mà sức khỏe của ông Trọng ngày một yếu đi, thỉnh thoảng cố lắm ông mới xuất hiện được. Việc biến Bộ Công an thành công cụ để tranh giành ngai vàng của Tô Lâm sẽ tạo một tiền lệ xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam chưa từng có. Cũng chưa có bao giờ việc sắp xếp nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an nó lại khó khăn đến như bây giờ. Có ít nhất 6 ứng viên gồm 3 ủy viên Bộ Chính trị và 3 ủy viên Trung ương Đảng đang tranh nhau quyết liệt chiếc ghế đầy quyền lực này. Ai và phe nào có thể nắm được ghế này thì tự nhiên có thể tranh ghế cao nhất trong Đảng, đó là chức Tổng Bí thư. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn muốn an tâm ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ tư thì phải đưa được người của ông vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Phạm Minh Chính muốn trở thành thế lực thay thế cho Tổng Trọng thì lại cũng cần có người của ông vào nắm Bộ Công an. Ông Tô Lâm muốn yên ổn ở ghế Chủ tịch nước mà không bị rụng hết nhiệm kỳ thì cũng phải giữ quyền kiểm soát Bộ Công an, không thể rời tay được. Cứ như vậy các bên tranh nhau và tung ra những cú đòn hiểm hóc. Một khi có người chiếm được toàn quyền kiểm soát Bộ Công an thì người đó sẽ tha hồ dùng Bộ Công an như máy chém để dọn sạch những thế lực muốn cản đường. Ghế Chủ tịch nước đã có chủ sau gần 2 tháng tranh giành và ngã giá. Tiếp theo đến lượt ứng viên về thế lực hậu thuẫn họ đấu tranh để giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Quá trình tranh chiếc ghế này có khi còn quyết liệt hơn rất nhiều so với việc tranh vị trí trong tứ trụ thời gian qua. Cuộc chiến cho chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Công an từ thanh kiếm của chế độ thành máy chém các đồng chí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.